đưa nó về trước để cắt đúng. Nếu là đưa vào trong này, phải móc cái tóc đây này. Chào anh Thịnh nha.
bắt đầu lên lượt thứ nhất. Đó. Mới tạo tầng lớp đều lên lượt thứ 1. Xong cuối đây là tạo 2 số. Thank you.
Thank you.